Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Good morning. I don't know if it's the coffee or the Holy Spirit, but I'm excited today. Xin cảm ơn Hội Thánh, cảm ơn và chào Hội Thánh. Tôi không biết là cà phê hay là sự hiện diện của Chúa tại đây rất là đặc biệt, khiến cho tôi rất phấn khích ở trong buổi sáng hôm nay. Anybody else just excited to be in church? Có bao nhiêu người trong chúng ta tại đây thích thú để chúng ta có mặt tại nhà Chúa buổi sáng hôm nay? Maybe cô Linda and I had coffee today. Chắc có loại chỉ có chị Linda và tôi buổi sáng hôm nay uống cà phê thôi, phải không? Well, first, good morning, church. Hội Thánh, lời đầu tiên của chúng tôi xin kính chào Hội Thánh. Can you just put your hand on someone's shoulder and say, good morning, wake them up a little bit. Xin chúng ta đặt tay ở trên vai của người kế bên cạnh chúng ta, lắc lắc họ một chút và nói rằng, chào buổi sáng, để đánh thức anh chị em chúng ta. Good morning. Chào buổi sáng. Today is going to be so good, and I know what the Lord has prepared for us is something that we just need to be reminded by and need to hear as we move forward. Buổi sáng hôm nay tôi tin rằng sẽ là những điều tốt lành cho chúng ta và những điều Chúa ngài nhắc nhở dạy dỗ chúng ta trong buổi sáng hôm nay. You know, as we were worshiping today, trong lúc chúng ta thờ phượng Chúa ngày hôm nay, the presence of the Lord was so strong during that time of singing the bridge of goodness of God. Sự hiện diện của Chúa rất là mạnh mẽ trong thời giờ mà chúng ta hát bài sự tốt lành của Đức Chúa Trời chúng ta. And truly the Lord's goodness follows us and goes wherever we go. Thật đúng, phước hạnh và sự thương xót của Chúa đi theo chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi. But not only that. Không phải chỉ như vậy mà thôi. But he's going before us and he's preparing a way for us. Mà Chúa còn đi trước chúng ta và chuẩn bị những điều cần thiết cho chúng ta nữa. Now, I don't know who needs to hear it right now. Tôi không biết ai cần nghe điều này trong lúc but này. But God is preparing a way for you. Là Chúa ngài đã dọn đường cho anh chị em. There are many of you have come to church today. Một số anh chị em về đây trong ngày hôm nay. And it might be your first time. Có thể là lần đầu tiên. But I want to tell you something. Cho tôi chia sẻ với anh chị em điều này. Your life's going to change today. Đời sống của anh chị em sẽ thay đổi ngày hôm if nay. If you allow the Lord. Để anh chị em để dành chỗ cho Chúa. To lead your life. Dẫn dắt đời sống anh chị em. And for you to host his presence every day. Và để anh chị em có thể tiếp đón sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Your life will never be the same. Thì đời sống anh chị em sẽ không bao giờ giống như cũ nữa. Now let me start by saying this. Cho tôi bắt đầu ngày hôm nay bằng lời nói này. There's a difference. Có một sự khác biệt. A big difference. Một sự khác biệt rất lớn. Between being in his presence. Giữa việc chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa. And hosting his presence. Và tiếp đón sự hiện diện của Chúa. And for many of us, và đối với nhiều người trong chúng ta, we have all been a part of being in his presence. Chúng ta được ở trong cái sự hiện diện của Chúa. And there's a difference. Và có một sự khác biệt. How many of you have gone to church like today, experienced the Lord's presence so powerfully? Có bao nhiêu người đến nhà Chúa thờ phượng Chúa giống như ngày hôm nay và chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa một cách rất là mạnh mẽ? But nhưng when you go home, chúng ta đi về nhà, it's not the same. Thì nó không giống như vậy. You worship at home. Thì chúng ta thờ phượng ở tại nhà. And it doesn't feel the same. Và chúng ta không cảm nhận được như chúng ta đang ở tại nhà thờ. Or when you're worshiping at home. Hay là trong lúc chúng ta thờ phượng tại nhà. Or praying at home. Hay là cầu nguyện ở tại nhà. Or reading your Bible at home. Hay là đọc lời Chúa ở tại nhà. Sometimes you get confused on what even to read. Và nhiều khi chúng ta cũng lẫn lộn, chúng ta không biết mình phải đọc từ đâu và phần nào của Kinh Thánh. And for some of us. Đối với một số người trong chúng ta. It's the difference between being in his presence but then actually understanding how to host his presence at home. Có một cái sự khác biệt rất lớn, đó là giữa việc chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa và việc chúng ta tiếp đón, hoan nghênh, tiếp đãi sự hiện diện của Chúa ở tại nhà. Hosting his presence, khi chúng ta tiếp đón sự hiện diện của Chúa, means that the Lord has a spot in your heart, in your life every day. Có nghĩa là Chúa có một cái chỗ trong tấm lòng của chúng ta, trong trái tim của chúng ta mỗi ngày. And you know why it's different at church? Anh chị em có biết tại sao có sự khác biệt khi chúng ta về nhà Chúa không? Because we're in his house. Bởi vì chúng ta đang ở trong nhà Chúa. But what's it like when he's in your house? Nhưng mà điều gì xảy ra khi Chúa ở trong nhà của chúng ta? It's a little different. Thì nó hơi khác phải không? Only if chỉ khi nếu you don't make room for him. Chúng ta không dành chỗ cho Chúa. Before I get started my message, trước khi tôi bắt đầu sứ điệp của tôi, my question is, câu hỏi của tôi cho quý vị, are you hosting the Lord's presence in your life or do you only allow him to rent a room when it's convenient? Đó là anh chị em đang tiếp đón một cách nồng nhiệt sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình hay chúng ta chỉ cho Chúa một cái phòng ở trọ khi chúng ta cần ngài? Think about that. Suy nghĩ về ý này. It's important for us to understand that
Many of us have been in a place where we allow the Holy Spirit to rent a room in our heart when it's convenient. Xin Chúa nghĩ điều này, nhiều người trong chúng ta đối diện với Chúa như là chúng ta cho Chúa mướn một cái phòng ở trong tấm lòng của chúng ta khi chúng ta cần Ngài. I'm about to get a new job. Tôi sắp sửa nhận một công việc mới. Holy Spirit, come into my life. Thánh Linh ơi, xin bước vào đời sống của con. I need finances. Con cần về tài chính. Holy Spirit, come into my life. Thánh Linh ơi, xin đến với con. I need help. Chúa, con cần sự giúp đỡ. Holy Spirit, come into my life. Thánh Linh ơi, xin đến đời sống con. Everything's good now. Tất cả mọi việc đều ổn rồi. Holy Spirit, see you later. Thánh Linh ơi, chào Ngài, tạm biệt, gặp Chúa sau. It sounds funny when we say it. Anh chị em thấy dường như là buồn cười khi chúng ta nói như vậy. But I'm gonna ask you the truth. Nhưng mà tôi xin hỏi anh chị em lại thật này, sự thật này. Is he actually living in your life right now? Chúa có thật sự đang ở trong đời sống của anh chị em ngay bây giờ không? Because this morning, bởi vì buổi sáng hôm nay, if he's been living in your life, nếu chúng ta sống đời sống của chúng ta, you would have experienced worship in a different way today, because that's how I experienced it today. Thì anh chị em sẽ kinh nghiệm cái buổi thờ phượng rất là khác như tôi đã kinh nghiệm sáng hôm nay. You can tell. Chúng ta có thể nói when someone is hosting the presence of the Lord in their life, or if he's just renting a room for a season. Một người thật sự đang tiếp đón hoan nghênh sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ, hay là Chúa chỉ là người đang ở trọ trong cuộc đời chúng ta và chúng ta cho Ngài một phòng để trọ. You know the song we sang? Anh chị em, bài hát mà chúng ta vừa hát. All my life you have been faithful. Đó là cả cuộc đời của con, Chúa thành tín. All my life you have been faithful. Chúa, Ngài thành tín suốt cả cuộc đời của con. But sometimes for us we sing that song this way. Sometimes you have been faithful. Chúng ta có thể đã hát cái bài hát này, đó là đôi khi Chúa, Ngài thành tín. Sometimes when I let you in. Đôi khi con để Chúa bước vào cuộc đời con. Because when the Lord asks us to do something and he's living in our life and we don't want to do it, he's unfaithful now. Why is that? Anh chị em, khi chúng ta cầu xin Chúa và cần Ngài làm cái gì đó trong đời sống của chúng ta mà Chúa Ngài không có mặt ở đó với chúng ta, thì chúng ta nói rằng ô, Chúa không thành tín nữa. But that's not true. Nhưng mà không phải. What if the life that you're living and you allow the Holy Spirit to be a part of your life, what if your life isn't a place that is comfortable for him to live and he's asking you to change things? Anh chị em, điều gì xảy ra khi Chúa Ngài cảm thấy khó chịu hay là không cảm thấy thoải mái ở trong đời sống của chúng ta chỉ bởi vì Chúa Ngài bảo chúng ta thay đổi cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không thể chịu thay đổi? The Holy Spirit lives in my life. Đức Thánh Linh sống ở trong cuộc đời and tôi. Sometimes the old Sam wants to come out. Và nhiều khi cái con người cũ của Sam muốn xuất hiện. And sometimes even with my siblings. Luôn cả khi tôi đối xử với các chị em của tôi. My older sisters. Người chị lớn của tôi. They're all on the other side. Preparing the CLC, so it's okay. I'll say it. Họ đang bận rộn ở bên hội trường để chuẩn bị cho bữa ăn trưa của chúng ta, cho nên tôi có thể nói điều này. You know, sometimes they text me and say stuff. Nhiều khi họ nhắn tin cho tôi và họ nói những cái lời. And I say, oh yeah, you want to say that to me? I'm gonna say something back to you. Họ nói rằng, dám nói với tôi những lời này phải không? Tôi sẽ trả lời như thế này cho mà biết. Oh, okay. And I start typing a whole long paragraph. Và tôi đánh một cái đoạn văn rất là dài. And the Holy Spirit says, delete it. Và Đức Thánh Linh nói rằng, con, xóa đi. Delete it. Xóa như liền. And then I delete my text message. Và khi tôi xóa. And I just heart their message. Và tôi thay thế bằng nhắn gửi mấy trái tim cho lời nhắn tin của các chị. That's it. Do you know the difference between understanding when the Holy Spirit lives in your life or when you're still ruling your life is when you want to do things and you still do it even though you know it's wrong. But when you hear the Holy Spirit tell you not to do it and you end up not doing it, you know you're not in control. Anh chị em, có một sự khác biệt mà chúng ta có thể thấy một cách rất là rõ là Chúa đang kiểm soát, đang cai trị đời sống của chúng ta, hay là chúng ta vẫn còn làm chủ cuộc đời của chúng ta. Đó là khi Ngài bảo chúng ta làm một cái việc gì đó mà chúng ta không vâng lệnh, chúng ta vẫn làm theo ý của mình, thì chúng ta biết rằng chúng ta vẫn là nắm quyền kiểm soát và làm chủ đời sống của mình. Sometimes we have a joke with my family. Nhiều khi chúng tôi có một cái lời nói đùa với nhau trong gia đình của chúng tôi. Like when my siblings were all talking together. Và khi các chị của tôi, các chị em của tôi cùng nhau nói chuyện với nhau. And someone says something that you know, man, you shouldn't have said that. Và có người nào đó đã nói một cái lời mà chúng ta nói rằng, ồ, đáng lý ra đừng nói cái câu này. And usually it's a joke between each other. Chúng tôi đùa với nhau như thế này. And so I'll do something like this. Thì tôi làm
cái hành động như thế này. Hold this mic really quick. I'll say, you see that? The Holy Spirit just left the room. He's gone now. Và tôi đã làm một cái hành động và tôi lấy tay của tôi để đánh dấu là Đức Thánh Linh vừa mới bay đi khỏi rồi. Don't say that again. You know, it's important for us to understand that hosting the Holy Spirit, do you know that that's a privilege? Anh chị em có biết rằng khi chúng ta tiếp đón sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống chúng ta luôn luôn, đó là một đặc ân không? Do you know that he doesn't need us, but he loves us and he wants to be a part of our life? Anh chị em, Chúa không có cần chúng ta nhưng mà Ngài yêu chúng ta, cho nên Ngài muốn làm một phần ở trong đời sống chúng ta. If the Lord wanted to, he could call the rocks to sing to him and the rocks would sing a beautiful song. Nếu cần, Chúa có thể bảo những cái hòn đá nó cất tiếng ca hát ca ngợi Ngài, nó hát hay hơn chúng ta vô cùng. The animals would sing a beautiful song. Chúng ta biết rằng các loài thú nó cũng có thể hát những bài hát của nó, chim nó có thể hót những cái bài rất là đẹp. Nhưng mà anh chị em đón biết he điều got gì? On the cross for you, for me. Chúa Ngài đã chịu chết trên thập tự giá cho anh chị em, cho he, tôi. He made us in his image. Ngài đã dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. I don't look like a monkey. Tôi không có nhìn giống con khỉ chút nào. I look like Christ. Tôi được dựng nên giống như Đấng Christ. And you have to look like Christ inside and out. Và anh chị em phải trở nên giống như Đấng Christ ở bên trong cũng như bên ngoài của chúng ta. Church, the power of hosting his presence. Anh chị em, cái sức mạnh và quyền năng của việc chúng ta tiếp đón sự hiện diện của Chúa comes first with the understanding. Và đến đầu tiên với cái sự hiểu biết này. That he doesn't need you. Chúa không cần chúng ta. But he wants to be inside of your heart. Nhưng Chúa lại rất muốn ở trong tấm lòng của chúng ta. It's that important. Anh chị em, nó quan trọng đến như vậy. To understand. Để chúng ta hiểu. That the Holy Spirit. Đó là Đức Thánh Linh. Is a privilege for us to have a relationship with. Thật là một cái đặc ân để chúng ta có một mối liên hệ mật thiết với Ngài. And for many of us. Đối với nhiều người trong chúng ta. We've done something or we have yet to yield to the Holy Spirit. Chúng ta đã làm cái gì đó hay là chúng ta chưa hoàn toàn nhường đời sống của mình cho Đức Thánh Linh kiểm soát. I want us to look at a scripture to remind us of why we've been able to be in the Lord's presence for 6 months. Anh chị em, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một phần kinh thánh để nhắc cho chúng ta cái lý do tại sao chúng ta được cái đặc ân để chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa trong 6 tháng qua. That we've been all corporately as a church in a place of being in his presence and seeing him move for 6 months. Đó là cả hội thánh chúng ta cùng nhau kinh nghiệm được ở trong sự hiện diện phước hạnh của Chúa đầy dạy của Ngài trong 6 tháng qua. This message, cái sứ điệp này, these scriptures, phần kinh thánh này, we've looked at it together, chúng ta đã cùng xem với nhau, but about 6 months ago, chừng 6 tháng trước. And it's a reminder for us to see the heart that Moses had when he was communicating with God in that special moment that we saw the change that happened. Và đã bày tỏ cho chúng ta thấy tấm lòng của Môi-se ở trong cái lúc mà ông kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Exodus 33 verse 12 to 19. Sách xuất Ê-díp-tô ký chương 33 từ câu 12 cho đến câu số 19. One day Moses said to the Lord, "You've been telling me take these people up to the promised land, but you haven't told me whom you will send with me. You have told me I know you by name and I look favorably on you." Một ngày kia Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va, "Thưa Chúa, Ngài đã phán với con rằng hãy dẫn dân này lên, nhưng Ngài lại không cho con biết Ngài sẽ sai ai đi với con, dù Ngài có phán, ta biết đích danh con và con đã được ơn trước mặt ta." If it is true that you look favorably on me, let me know your ways so I may understand you more fully and continue to enjoy your favor and remember that this nation is your very own people. Nếu thật như vậy, bây giờ nếu con được ơn trước mặt Ngài, xin tỏ cho con biết đường lối của Ngài để con biết Ngài và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng nghĩ đến dân tộc này là dân của Ngài. The Lord replied, Đức Giê-hô-va phán, "I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Everything will be fine for you." Môi-se, chính ta sẽ đi với con và ta sẽ cho con được an nghỉ và mọi việc sẽ ổn định ở trong đời sống then của con. Moses said, "If you don't personally go with us, don't make us leave this place." Môi-se thưa, nếu chính Ngài không cùng đi, xin đừng đem chúng con lên khỏi đây. "How will anyone know that you look favorably on me and on your people if you don't go with us? For your presence among us sets your people and me apart from all other people on the earth." Nếu Ngài không cùng đi với chúng con thì làm sao người ta biết được rằng con và dân của Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có Ngài đi cùng thì con và dân của Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân ở trên mặt đất này. The Lord replied to Moses, "I will indeed do what you have asked, for I look favorably on you and I know you by name." Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, "Ta sẽ làm điều con cầu xin ta, vì con được ơn trước mặt ta và ta biết đích danh con." Moses responded, Môi-se thưa, "Then show me your glorious presence." Xin con được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài.
Even as I say those words, ngay từ lúc tôi vừa mới đọc mấy chữ này, I feel the Holy Spirit so strong. Tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa rất là mạnh mẽ tại đây. Verse 17 again says, the Lord replied to Moses, I will indeed do what you have asked, for I look favorably on you, and I know you by name. Câu 17 một lần nữa anh chị em, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, ta sẽ làm điều con cầu xin ta, vì con được ơn trước mặt ta, ta biết đích danh con. And Moses responded, và Môi-se thưa, show me, Lord, show me your glorious presence. Chúa ơi, bày tỏ cho con, xin bày tỏ cho con, để cho con được chiêm ngưỡng vinh quang của the Ngài. The Lord replied, Đức Giê-hô-va phán, I didn't even know we were playing goodness of God today. Tôi không có biết là chúng ta hát bài sự tốt lành của Chúa, sự thành tín của Chúa ngày hôm nay. I will make all my goodness pass before you, and I will call you out. I will call out my name Yahweh before you, for I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. Ta sẽ thể hiện sự toàn hảo của ta trước mặt con. Ta sẽ công bố danh Giê-hô-va trước mặt con. Ta sẽ làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót ai ta muốn thương xót. Moses, Môi-se, someone who understands God's love for his people, là người hiểu được tình yêu Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân của Ngài. Moses, someone who understands who God truly is, Môi-se là người hiểu và biết Đức Chúa Trời một cách rất thật. Shows us something important. Đã chỉ ra cho chúng ta hay là bày tỏ cho chúng ta tại đây một điều rất quan trọng. That having the presence of the Lord live in your life and go with you, có sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của chúng ta và đi cùng chúng ta, is far more important than anything else. Nó quan trọng hơn tất cả những điều khác. Moses says, Môi-se nói, if you don't go with me, Lord, don't make me leave this place. Nếu Chúa không đi cùng con thì xin đừng khiến chúng con đi lên khỏi đây. Anyone else have that kind of confidence to say, Lord, if you don't go with me today, I'm staying home. Có ai có một cái sự tự tin và đặt lòng tin nơi Chúa đến mức độ rằng Chúa ơi, nếu Ngài không đi cùng con thì con tốt hơn là con ở nhà ngày hôm nay. Nope, because you say I need a paycheck and I'm still going to work today. Không, Chúa ơi, con tôi cần có tiền lương cho nên tôi phải đi làm ngày hôm nay. You didn't spend time with God in the morning? Doesn't matter. My boss still wants me at work at 8 o'clock. Không có đủ thời giờ để dành cho Chúa nữa, nhưng mà phải đi làm bởi vì chủ bảo là phải trình diện lúc 8 giờ sáng. You know, for me, đối với tôi, something that I've learned, cái điều mà tôi đã học được, that as quick as I can receive a blessing, I can lose it pretty quick too. Đó là cái sự nhanh chóng của việc tôi nhận được cái phước hạnh từ nơi Chúa thì cũng với tốc độ như vậy tôi có thể mất cái phước hạnh đó. What are you saying, Moshe, that the Lord's going to take away my job because I didn't spend time with him? Moshe nói rằng Moshe muốn nói rằng tôi không dành thời giờ cho Chúa sẽ lấy mất công việc của tôi à? No, what I'm saying is if you don't spend time in his presence, you're doing life on your own. Good luck. Anh chị em, ý tôi muốn nói rằng nếu anh chị em không dành thời giờ với Chúa và ở riêng với Ngài thì anh chị em đang phải tự sống cuộc đời của mình, thì tôi xin chúc anh chị em là được may mắn đấy. It's not easy to do things without the Lord's presence. I'm telling you the truth. Anh chị em, không dễ để chúng ta có thể sống trong cuộc đời này mà không có sự hiện diện của Chúa. Tôi muốn nói với anh chị em, đây là sự thật. Why is it so important to host the presence of the Lord in our life? Tại sao cái việc chúng ta tiếp đón sự hiện diện của Chúa là quan trọng như vậy trong cuộc đời của chúng ta? Anyone go to work and you just feel like I'm tired of life, I'm tired of working, I'm tired of doing, I'm just tired, Lord. Anh chị em có ai đi làm mà chúng ta lầm bầm trong miệng chúng ta, tôi mệt mỏi với việc làm này, tôi mệt mỏi với những thứ này, tôi mệt mỏi, Chúa ơi con mệt mỏi quá rồi. Anybody want to raise their hand? Just look, maybe. Okay, just some people. Có ai only tay some nhận people. Oh, chỉ có một vài người thôi. Okay, sometimes. Đôi khi. Okay. There's no joy going to work when you don't have the joy of the Lord in your life every day. Because you end up seeing life in a way that is not a blessing. You see it as a chore. You see it as just, this is something I just have to do, then I'm just going to go home and sleep and I'll do it again. Khi chúng ta đi làm mà chúng ta không có niềm vui ở trong Chúa, của Chúa trong tâm lòng của chúng ta, thì chúng ta sẽ đi làm trong cái thái độ rất là xấu. Bởi vì chúng ta nhìn cuộc đời, việc làm không phải là một cái phước hạnh ở trong đời sống của chúng ta, nhưng mà đó là một cái gánh nặng, đó là cái việc chúng ta phải làm. You know, it's the truth. Đây là một sự thật. When you first prayed for that job you have right now, khi chúng ta mới
lúc đầu chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho mình cái công việc mà chúng ta đang làm đó. You probably used to go to work praying and worshiping because Lord, thank you for this job. It's amazing. I praise you, Lord. Anyone you tell me to pray for, I'll pray for them. I'll speak it out. And then a couple of months or a couple of years later, you're like silence when you drive to work. Anh chị em nhớ cái ngày mình được Chúa ngày ban phước có cái công việc làm đó không? Ôi, mình vừa lái xe, mình vừa ca ngợi Chúa. Cảm ơn Chúa vì ngày cho con công việc làm này thật là phước hạnh. Và con sẽ sẵn sàng mở miệng ra để nói về Chúa, về sự tốt lành của Ngài cho tất cả những người con gặp. Rồi vài tháng trôi qua, thì chúng ta thấy đoạn đường chúng ta lái đến sở làm hoàn toàn yên lặng. And then when you get out the door of your car, rồi chúng ta mở cửa, chúng ta bước ra khỏi xe của mình. Okay, just one more day, just one more day. And then you see, hello, good morning, how are you? Oh, I'm doing good. You know that's not the truth. Và chúng ta thầm nói với mình, ráng cố gắng một ngày nữa thôi, hết cuối tuần rồi. Và chúng ta đi vào và gặp người khác thì chúng ta lại, oh, rất là vui để gặp bạn ở trong ngày hôm nay. Nhưng mà trong lòng chúng ta biết đây chỉ là những điều giả tạo bên ngoài. What was the difference between the day that the Lord gave you that job and then a couple years or months later after you still have the same job? What changed? Anh xem cái gì làm nên sự khác biệt giữa cái ngày đầu tiên mà chúng ta nhận được công việc làm mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta đó, và sau vài tháng hay là vài năm cùng một công việc đó, nhưng mà bây giờ lại khác. Lý do nào, điều gì đã thay đổi? You want me to tell you what changed? Anh xem, cho tôi chỉ cho anh xem biết cái điều đã thay đổi. When you hosted the presence of the Lord, khi chúng ta tiếp đón hoan nghênh sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta. He went to work. He went to your job before you. Ngài đi đến sở làm trước anh chị em, Ngài dọn đường cho anh chị em. He said, today I will open this door for Sam. Today I will let this person meet Sam. Today I will make sure this works well for Sam. Today I'll make sure this works. But then when you tell the Holy Spirit afterwards how ungrateful you are for the job that he gave you, the Lord says, I can't go before you. Là Chúa Ngài đi trước chúng ta. Ngài đến sở làm trước chúng ta và nói, hôm nay ta sẽ mở cánh cửa này cho Sam nè. Ta sẽ sắp đặt để Sam được tiếp diện với tiếp đón với một người, giao tiếp với người này nè. Đây là phước hạnh mà ta dành cho Sam nè. Nhưng nếu chúng ta không để Chúa Ngài đi cùng mà chúng ta nói với Chúa là chúng ta vô ơn và chúng ta không biết ơn Chúa về công việc làm đó, thì Chúa Ngài sẽ nói với chúng ta rằng ta không thể đi trước con để dọn đường cho con vì con không biết ơn cho công việc này nữa. Mục sư, that's not biblical. Mục sư, cái này nó đâu có nói trong Kinh Thánh đâu. Okay, let's go back. Chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh. Let's read it again. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Verse 14. Câu số 14. Actually, we can go back to 13. Chúng ta trở lại với câu 13 đi. Actually, we can go back to verse 12. Chúng ta trở lại với câu số 12 đi. Wait, let's not go back at all. Thôi, đừng đi lại với phần Kinh Thánh này. Thank you for taking the scriptures off. Let's not go back at all. Xin đừng trở lại với phần Kinh Thánh này. Cảm ơn các bạn đã lấy phần Kinh Thánh chiếu trên màn hình xuống. You know how Moses knew that the Lord was going to be with him? Anh chị em có biết là làm sao để Môi-se biết rằng Chúa Ngài sẽ đi cùng ông không? Because he had this relationship with the Lord to the point where he said to the Lord, just show me your glory. Ông đã có một mối liên hệ mật thiết với Chúa đến mức độ ông chỉ nói, ông nói với Chúa rằng xin Chúa chỉ bày tỏ sự vinh hiển của Ngài cho con thôi. And he also, và ông cũng was someone that knew, là người biết, if your presence isn't with me, Lord, what makes me look different than everyone else in the world? Nếu sự hiện diện của Chúa không ở cùng con, thì điều gì làm cho con nhìn khác hơn với những người khác ở trên thế giới này? Do you know what the Lord said? Anh chị em biết Chúa nói gì không? I will indeed do what you have asked. Ta chắc chắn sẽ làm điều con xin ta. For I look favorably on you. Bởi vì con được ơn trước mặt ta. And I know you by name. Và ta biết con đích danh con. Verse 19. Câu số 19. This is what the Lord replied. Đây là điều Chúa Ngài đáp lại. I will make all my goodness pass before you, and I will call out my name Yahweh before you, for I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. Đó là ta sẽ thể hiện sự toàn hảo của ta trước mặt con. Ta sẽ công bố danh Jehovah trước mặt con. Ta sẽ làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót ai ta muốn thương xót. What I truly believe. Điều mà tôi thật sự tin là the power of hosting his presence. Cái quyền năng sức mạnh của việc chúng ta tiếp đón, tiếp rước sự hiện diện của Chúa. First begins, nó trước nhất bắt đầu with protecting the presence of God. Bằng việc chúng ta bảo vệ sự hiện diện của Chúa. I think a lot of us think that God's just always going to be with me. His presence is always just going to be with me. I live a blessed life. I get to do this. I get to do that. And it doesn't matter what God wants because I'm going to do it. And he still loves me.
Nhiều người trong chúng ta đã đối xử với Chúa trong cái thái độ này. Tôi biết là Chúa ở cùng tôi, chắc chắn Ngài ở cùng tôi. Dù tôi có làm cái gì đi nữa, Chúa Ngài cũng yêu thương và Ngài ở cùng tôi. That's strange. Đó thấy lạ. But that's how many of us live. Anh chị em, nhưng mà nó lại là cái cách mà nhiều người trong chúng ta đã sống và quan hệ với Chúa. I need to preface this so I can say it now is, if you think I'm preaching this message at you, you're wrong. I'm preaching this message to myself to understand the same thing that the Lord is asking for all of us. Tôi xin anh chị em hiểu điều này. Tôi soạn cái sứ điệp này không phải để giảng cho anh chị em đâu, nhưng mà soạn cho chính tôi để tôi có thể cùng hiểu với anh chị em về điều mà Chúa Ngài đòi hỏi nơi chúng ta. But what does it mean by protecting the presence of God in our life? Bảo vệ sự hiện diện của Chúa là có nghĩa gì? Be mindful with our actions. Tức là chúng ta phải lưu tâm đến những hành động của chúng ta. Understand the choices that you make every day could either really, man, you could really grieve the Holy Spirit. Tức là những cái sự lựa chọn của chúng ta trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, chúng ta có thể có những lựa chọn mà chúng ta thật sự làm Chúa Thánh Linh buồn. Be mindful with our words of what we choose to say out loud about our own life, about our own family, about other people, because our words can also grieve the Holy Spirit. Cũng hãy lưu tâm đến lời nói của chúng ta. Lời nói của chúng ta nói về gia đình của chúng ta, lời nói của chúng ta về chính cuộc đời của chúng ta, lời nói của chúng ta về những người lân cận của chúng ta. Vì chúng ta phải biết một điều, đó là lời nói của chúng ta cũng có thể làm tổn thương và làm buồn Đức Thánh Linh. Be mindful with our lifestyle. Chúng hãy lưu tâm đến lối sống của chúng ta. That's how you protect the presence of the Lord in your life. Đó là cách để chúng ta bảo vệ hay là giữ sự hiện diện của Chúa luôn ở trong chúng ta. I think a lot of us need to understand we're not protecting the Holy Spirit. No, he's protecting us, but we're protecting the Holy Spirit from leaving out of our life. Chúng ta bảo vệ sự hiện diện của Chúa không phải là vì Chúa Ngài yếu đuối và cần chúng ta bảo vệ Ngài, nhưng mà chúng ta cần Đức Thánh Linh. Ngài là đấng bảo vệ chúng ta và Ngài không bỏ chúng ta đi và sự hiện diện của Ngài không rút lại ở trong đời sống của chúng ta. There's a pastor who I really like listening to. Có một vị mục sư mà tôi rất thích để nghe ông. His name is Bill Johnson. Ông là mục sư Bill Johnson. And he has a book called Hosting the Presence. Ông có một cái quyển sách ở trong cái tiêu đề đó là Đón tiếp sự hiện diện của Chúa. I thought this was awesome to share with you. Tôi nghĩ rằng đây là một cái điều rất là quan trọng để chia sẻ với anh chị. In his book he said, the Lord, he has entrusted us with his Holy Spirit, and it's not good enough to have his presence as a doctrine. Tôi trích một lời trong quyển sách của ông, đó là Đức Chúa Trời đã ban và giao phó cho chúng ta Thánh Linh của Ngài, và việc có sự hiện diện của Ngài như một tín lý thì chưa đủ. We need to become aware of a person. Nhưng mà chúng ta cần nhận biết sự có mặt của một thân vị hay là của Ngài. The Holy Spirit is someone you can talk to, someone you can hear from, someone who can lead your life. He is a person. Đức Thánh Linh là đấng mà chúng ta có thể trò chuyện với, chúng ta có thể cầu nguyện với và chúng ta có thể xin sự hướng dẫn của Ngài. Và Ngài là một thân vị, Ngài là một người. Now think about this right here when I read this part. Và đây là điều mà tôi rất thích cái phần này. If we are carrying a dove on our shoulder and don't want it to fly away, every step we take must be made with the dove in mind to protect what is the highest value. Ông cho một hình ảnh minh họa để chúng ta thấy ở đây là nếu chúng ta đang có một con chim bồ câu đậu trên vai của chúng ta và chúng ta không muốn nó bay đi, thì mỗi bước chúng ta đi, chúng ta đều phải để tâm đến chú chim bồ câu này, bảo vệ nó như một cái gì đó giá trị cao nhất. We have to be aware of everything that we do in life. Chúng ta cần phải nhận biết những điều chúng ta làm trong đời sống của chúng ta. And what hinders the Holy Spirit and what doesn't hinder the Holy Spirit. Những gì có thể ngăn trở Đức Thánh Linh và những gì không ngăn trở Đức Thánh Linh. To allow the Holy Spirit to move freely in our life should be the main goal that we have. Để Đức Thánh Linh tự do hành động trong đời sống của chúng ta phải là mục tiêu lớn nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. And for many of us in the room. Đối với nhiều người trong chúng ta trong phòng này. And you say, I know this, Pastor. Các bạn có thể nói, mục sư, tôi biết chuyện này rồi. Here's the next part. Đây là phần kế tiếp. Then I hope you know that hosting the presence of the Lord is a privilege. Thì tôi hy vọng rằng anh chị em biết một cách rõ ràng rằng tiếp đón sự hiện diện của Chúa là một đặc ân. And as a privilege, và là một đặc ân. Privileges get revoked sometimes. Anh chị em, đặc ân có thể bị rút lại phải không? You know how privileges get revoked?
Anh chị em có biết đặc ân làm cách nào bị rút lại không? Think about it like this. If you had a friend that owned a restaurant that let you eat there for free all the time, when they stopped becoming your friend, you're not eating there for free anymore. Anh chị em, thí dụ như chúng ta có một người bạn là chủ của một cái nhà hàng rất ngon và cho chúng ta ăn ở tại đó mà không có tính tiền nhiều năm, nhiều ngày. Nhưng mà khi chúng ta không còn là bạn của người đó nữa, thì chúng ta cũng không thể nào đến đó để ăn nữa. If you have a friend like that, you know when you lost your privileges. Anh chị em, khi chúng ta có một người bạn như vậy, chúng ta có biết lúc nào chúng ta bị mất đi cái đặc ân này không? When you get the first check. Khi chúng ta đến nơi và chúng ta thấy có cái phiếu tính tiền chúng ta cho bữa ăn đó. Huh? What happened? I thought my meals were always covered. And what if they responded, I haven't talked to you in forever? Tôi tưởng đâu rằng tôi luôn luôn được quan nghênh và ăn miễn phí tại đây mà sao bữa nay lại có cái hóa đơn này? Lý do là bởi vì bạn đã không nói chuyện với tôi lâu lắm rồi. Chúng ta không còn là bạn nữa. You ever get into an argument with somebody? Anh em có bao giờ ở trong một sự tranh cãi với một ai đó không? Who used to come to your house a lot? Là người mà chúng ta biết rằng đã thường xuyên đến nhà của chúng ta chơi. And then when you have a party or a gathering and you text people and then you write their name, you say, never mind, they're not coming, they're not invited. Và chúng ta biết rằng có một cái danh sách mà chúng ta gửi ra để chúng ta mời người ta đến với party của chúng ta, đến nhà của chúng ta. Và chúng ta đánh tên của những người ở trong đó, nhìn vào trong danh sách, đến cái tên của người đó chúng ta nói rằng không cần thiết, người này không cần có mặt ở đây và không được mời. Do you know that the privilege of hosting the Holy Spirit in our lives? Anh chị em, cái phước hạnh, cái đặc ân mà chúng ta tiếp đón sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. It's a gift. Nó là một sự ban cho. And the thing about it is, và vấn đề của việc này là many of us have understood this gift to be so grateful that we protect it. But others of us don't know the value of the gift, so we don't care about it. Nhiều người trong chúng ta trân quý cái đặc ân này về sự hiện diện của Chúa, cho nên chúng ta làm đủ mọi cách để chúng ta bảo vệ sự hiện diện này, giữ sự hiện diện này. Nhưng một số khác trong chúng ta thì chúng ta cóc cần là bởi vì chúng ta không quý cái sự hiện diện này. The Holy Spirit should never feel like an unwanted guest in our home, in our lives, in our heart. Đức Thánh Linh không bao giờ cần phải cảm thấy như một vị khách không được hoan nghênh trong cuộc đời của chúng ta. You know, when the Holy Spirit asks you to do things and you don't want to do it. Khi Đức Thánh Linh Ngài bảo chúng ta làm cái điều gì đó mà chúng ta không muốn làm. It's like when the Holy Spirit asks you to go and pray for somebody and you say no over and over. He's not going to ask you again. Thí dụ như Đức Thánh Linh Ngài bảo chúng ta bước qua và cầu nguyện cho một người nào đó. Và Ngài bảo chúng ta nhiều lần mà chúng ta không làm. Thì chúng ta biết rằng Ngài sẽ không bảo chúng ta nữa. When you feel this, khi chúng ta cảm nhận cái điều đó, what you're actually feeling is, cái cảm giác mà chúng ta cảm nhận thật ra là how uncomfortable, đó là không có sự thoải mái chút nào. How uncomfortable the Holy Spirit feels in your life. Cái Đức Thánh Linh Ngài không thoải mái ở trong đời sống của chúng ta nữa. And that's the hard part. Đó là cái điều khó. Is that many of us don't understand that we can make the Holy Spirit feel uncomfortable in our lives. Đó là nhiều người trong chúng ta không biết một điều, đó là chúng ta có thể làm những việc khiến cho Đức Thánh Linh không thấy thoải mái ở trong đời sống chúng ta nữa. And it's true. Và đó là sự thật. That making the Holy Spirit feel uncomfortable in our lives then shows with our actions and then shows with our words, because we're no longer hosting him anymore, but we've told him, hey, you gotta go. Chúng ta đã đối xử với Chúa như vậy, bằng lời nói, bằng hành động của chúng ta. Mình chúng ta nói rằng Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài đi ra khỏi đời sống của con đi. And we don't even say it with our words. Chúng ta có thể không có nói bằng lời. We wouldn't dare say, Holy Spirit, leave my life. Chúng ta không có dám hay là cả gan đến độ chúng ta nói, Thánh Linh ơi, xin ra khỏi đời sống của con đi. But when you hear the Holy Spirit, nhưng mà khi chúng ta nghe tiếng Đức Thánh Linh phán, and you start to close every door he opens, và thấy rằng Ngài đóng những cánh cửa đã từng mở trong cuộc đời and của his voice chúng ta. Goes from being loud to soft. Và tiếng phán của Ngài vốn là rất to, rất rõ, bây giờ chúng ta thấy nhỏ hơn. Then you start to question if you even hear from God anymore. Rồi chúng ta bắt đầu thắc mắc là tôi còn nghe tiếng phán của Chúa. Then as you were reading the Bible and back then you used to understand everything because the Holy Spirit was giving you revelation. Now you don't understand what you're reading anymore. Rồi nhớ trước đây khi chúng ta đọc lời của Chúa thì chúng ta thấy Chúa phán bảo chúng ta một cách rất là rõ ràng. Bây giờ chúng ta đọc mà không còn nghe gì nữa. When you used to worship with all of your heart to whatever song it was to give God glory, now you're starting to say they play goodness of God too much in this church. Và chúng ta cũng nhớ trước đây thì chúng ta hát với hết cả tấm lòng của chúng ta ngợi khen Chúa, nhưng mà rồi khi chúng ta nghe
cái bài hát được trỗi lên và chúng ta nói nữa rồi, hội thánh này lại hát cái bài sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong nhà thờ này nữa rồi. Can't they just choose another song? Họ không còn bài hát nào để chọn nữa sao? Can't Pastor Sam just sing in Vietnamese once in a while? Mục sư Sam sao không hát tiếng Việt được sao? Can't you sing in English? No, I'm just kidding. Holy Spirit, just laugh. I take that back, Holy Spirit. I didn't mean to say that. Tôi định nói một điều mà tôi thấy Đức Thánh Linh cáo trách liền, cho nên tôi dừng lại và không dám nói điều đó. See, like, as the slightest moment in our life makes a difference in our relationship with the Holy Spirit, because are you truly changed and transformed, or are you just faking it? Anh chị em, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, chúng ta có thể thấy cái sự thay đổi nó xảy ra. Bởi vì có sự khác biệt giữa chúng ta thật sự được biến đổi hay là chúng ta chỉ giả đò mà thôi. How do we know that Moses wasn't faking it? Làm sao chúng ta biết rằng Môi-se không có giả tạo cái điều này? He was found favorably. Ông là người được ơn trước mặt Chúa. And the Lord showed him his presence. Và Chúa đã bày tỏ sự vinh hiển của Ngài, sự hiện diện của Ngài cho ông. Full glory. Sự vinh hiển trọn vẹn của Ngài. Ask yourself this question. Anh chị em hãy tự hỏi điều này. And I ask myself these questions every day. Và tôi tự hỏi chính mình điều này mỗi ngày. Do I? Can I hear from the Holy Spirit today? Tôi có nghe được Đức Thánh Linh phán ngày hôm nay không? Do I see His blessings everywhere in my life? Tôi có thấy phước hạnh của Chúa khắp mọi mặt của đời sống của tôi không? And is He leading me? Và Chúa có đang hướng dẫn tôi không? To a place that's closer to God. Dẫn tôi đến cái chỗ gần gũi Đức Chúa Trời càng hơn. If you can ask yourself those three questions every day. Nếu chúng ta có thể hỏi chính mình ba câu hỏi này trắc nghiệm mỗi ngày, you'll know the answer. Chúng ta biết câu trả lời. You know, back then, anh chị em, trước đây, my wife, vợ của tôi, before we leave the house, trước khi chúng tôi rời nhà, this might be every wife. Đây có thể là công việc của tất cả những người vợ. Honey, ngọt mặt của em. Keys, wallet, cell phone, you got everything? Chìa khóa, ví, điện thoại di động, nhớ mang hết rồi phải không? I said, yeah, yeah, I got it. Em ơi, có rồi, anh đã mang đi. I go into the car. Rồi tôi đi vào trong xe. Try to start the car. Đạp cái thắng để nổ máy. You forgot the keys? Có đem chìa khóa theo không? I'll be right back. Just hold on. I gotta get something in the house. Em chờ một chút xíu nha. Anh phải trở vào trong nhà lấy một cái món. Hosting the presence of the Lord. Anh chị em, khi chúng ta tiếp đón, tiếp đãi sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Him in our life. Mà có Chúa ở trong đời sống chúng ta một cách trân quý như vậy. Before you even step out of the house, He'll remind you of everything you need before you go into battle. Trước khi chúng ta rời nhà thì Chúa Ngài đã báo trước và nhắc nhở chúng ta tất cả những gì chúng ta cần trang bị trước khi chúng ta đi vào chiến trận. Do you see why it's so powerful to be able to host His presence? Đó là lý do anh chị em hiểu được cái sức mạnh của việc chúng ta tiếp rước, tiếp đón sự hiện diện, hoan nghênh sự hiện diện của Chúa như vậy không? We need Him. Chúng ta cần Chúa. And for those that haven't lived a life where the Holy Spirit is leading you, trust me, when you allow Him to, you'll understand after that, you need Him. Anh chị em, nếu anh chị em chưa bao giờ để Chúa hướng dẫn đời sống của mình, anh chị em hãy bằng mọi giá kinh nghiệm sự hướng dẫn và sự hiện diện đầy rẫy của Chúa như vậy trong đời sống chúng ta đi. Rồi chúng ta sau đó sẽ biết chắc một điều rằng chúng ta không thể sống mà thiếu sự hiện diện của Ngài. We need His presence in our life. Chúng ta cần sự hiện diện của Chúa trong đời sống And chúng we ta. Need His presence in our family. Và chúng ta cần sự hiện diện của Ngài trong gia đình của chúng ta. A lot of you, nhiều người, when y'all heard, khi anh chị em nghe, that we don't have service on Monday anymore for prayer meeting. Đó là chúng ta sẽ không có cái buổi cầu nguyện vào tối thứ hai nữa. Mục sư Sam lost his way. Ông mục sư Sam mất lối rồi. He must be far from God now. Chắc đã xa Chúa rồi. 6 months he couldn't even keep up. Chỉ mới 6 tháng thôi mà cũng không thể nào tiếp tục được à. You know what I heard from the Holy Spirit though? Anh chị em có biết tôi nghe Chúa Thánh Linh phán gì không? That for 6 months we've all been gathering but we haven't been taking care of the things that he wants us to take care of, which is what we have here and what we've been experiencing here. Why have we not brought it to our families? Why have we not brought it to our kids? Why have we not brought it to our jobs? Why have we not brought it to our friends and family? Oh, all because I'm at church every day. I can't do that. Và trong 6 tháng, chúng ta đã không làm điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta không đem cái sự hiện diện của Chúa và phước hạnh của Ngài về nhà của mình, đến sở làm của mình, đến khu sống của mình. Bởi vì chúng ta đổ thừa cho rằng tại vì con có mặt ở nhà thờ
6 ngày ở trong tuần. That's my relationship with, that's why the relationship I have with my spouse is bad, because I'm at church every day and they don't like that. Thì lý do mà mối liên hệ của tôi với vợ chồng của tôi nó trở nên tồi tệ bởi vì họ không thích việc tôi có mặt ở nhà thờ mỗi ngày. But I'm going to go to church anyways. Nhưng mà tôi đã quyết tâm là sẽ đi nhà thờ mà. You know, we talk about revival a lot here. Anh chị em, trong những ngày qua chúng tôi nói rất nhiều về sự phục hưng. But what is revival? What does revival matter if the people you live with have yet to experience that revival or yet to experience being revived because we haven't been able to spend time with them? Cái sự phục hưng nó có ý nghĩa gì nếu những người mà chúng ta chung sống với, vợ chồng, con cái của mình, họ lại không kinh nghiệm được cái sự phục hưng như chúng ta kinh nghiệm ở tại nhà thờ? We want to see revival. Anh chị em muốn thấy sự phục hưng thật sự. I'll tell you what revival looks like. Tôi sẽ mô tả cho anh chị em sự phục hưng thật như thế này. When you're able to sit in church with the kids that you've been raising and the kids that you've been praying for, or the sisters and brothers that you've been wanting to receive Christ, and because you end up spending time with them and they see the difference that the Lord has made in your life, they want that too. That's revival. Khi chúng ta có thể ngồi bên cạnh con cái của chúng ta mà chúng ta đã sanh đẻ nó, với những người anh chị em trong gia đình của mình mà chúng ta đã cầu nguyện với họ, bây giờ họ có thể có mặt với chúng ta ở trong nhà thờ bởi vì họ mong muốn có được cái điều mà chúng ta đang có. I didn't lose my way. Tôi không có mất hướng đâu anh chị em. I heard so clearly from the Lord. Tôi nghe một cách rất là rõ từ nơi Chúa. That even I was scared. Khiến cho tôi phải sợ đó. Lord, you know if I cancel this, do you know how many people hated me before 6 months ago? Now they're going to hate me even more. Anh chị em, tôi nghĩ điều này và tôi nói với Chúa, Chúa ơi, nếu mà con không có cái buổi cầu nguyện tối thứ hai đó, Chúa nhớ những cái người mà họ ghét con trước khi chương trình cầu nguyện phục hưng này đó, thì họ sẽ ghét con nhiều hơn nữa. I was scared. Tôi lo sợ đó anh chị. You know what I was really scared of? Anh chị em biết tôi sợ cái gì không? If I change anything, nếu tôi thay đổi bất cứ một cái điều gì, we're gonna lose what we have. Thì chúng ta sẽ đánh mất những gì chúng ta có. Then the Holy Spirit reminded me. Thì Đức Thánh Linh ngài đã nhắc nhở tôi. I've always been here. Ta luôn bày tỏ sự hiện diện của ta ở nhà thờ này. And my presence has always been here. Và sự hiện diện của ta luôn luôn ở tại đây. But why it's been different for 6 months is because my presence is finally allowed in the homes and the hearts of everyone. Nhưng mà cái sự khác biệt đó là bởi vì trong 6 tháng qua, sự hiện diện của ta được hoan nghênh ở trong những tấm lòng và ở trong những gia đình. And the revival you're experiencing, và cái sự phục hưng mà các con đang kinh nghiệm, is because people finally realize how important it is to live life by the presence of the Holy Spirit. Thì bởi vì cuối cùng có những người đã nhận biết một điều và tầm quan trọng của việc một cuộc đời sống ở trong sự hiện diện liên tục của Chúa là như thế nào. That it's not just on Sundays. Không phải chỉ ở trong ngày Chủ nhật mà thôi. But it's a lifestyle. Nhưng mà là một lối sống. And for 6 months, people have seen a lifestyle. Và trong 6 tháng qua, các con đã biến nó trở thành một lối sống. For 6 months. Trong 6 tháng. We've experienced the Holy Spirit in incredible ways because many of us have understood and carried the weight of I'm protecting the Holy Spirit and the movement of the Holy Spirit and I need to do whatever it takes for him to continue to move in my life. Nhiều người trong chúng ta đã kinh nghiệm được phước hạnh của sự hiện diện của Chúa và chúng ta đã đi đến một cái quyết tâm và hiểu biết đó là tôi bằng mọi giá phải bảo vệ cái sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời của tôi. And hosting the presence of God is such a privilege. Cho nên cái việc chúng ta tiếp đón sự hiện diện của Chúa là một cái đặc ân cho chúng ta. I hope that people can understand this. Tôi hy vọng anh chị em hiểu được điều này. Is that for 6 months? Đó là trong 6 tháng. You know what the services look like? Anh chị em có thấy và hiểu cái buổi nhóm của chúng ta hình dáng như thế nào không? We came together and we worship every night. Chúng ta hiệp lại với nhau thì điều chúng ta làm là chúng ta hợp nhau lại để chúng ta thờ phượng Chúa. Only agenda. Chỉ có một cái chương trình mà thôi. Is to lean into his presence. Đó là chúng ta nghiêng vào trong sự hiện diện của Chúa. That's it. Đó là tất cả. 6 months. Trong 6 tháng. For 6 months, that was the only agenda I got from the Lord is get people in my presence. Trong 6 tháng, điều duy nhất chỉ đạo từ nơi Chúa mà tôi được Chúa ngài bảo phải làm, đó là dẫn dân sự đi vào trong sự hiện diện của ta. For 6 months. Trong 6 tháng. That's what we did here. Đó là điều mà chúng ta làm ở tại đây. And we allowed the Lord to do his work. Và chúng ta dành chỗ cho Chúa tự do hành động.
You know what happened in 6 months? Anh chị em có biết điều gì đã xảy ra trong 6 tháng qua? More than often, almost every night, the same people that showed up, we still repented, we still prayed, we still worshiped, because all we cared about was getting close to God and being filled by His presence every day. Trong 6 tháng cùng một nhóm người đó, chúng tôi vẫn còn ăn năn, chúng tôi vẫn còn tìm bước trở lại với Chúa vì chúng tôi thật là đặt một cái mục tiêu quan trọng, đó là không muốn đánh mất hay là giảm bớt sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc sống của mình mỗi ngày. That's it. Và đó là tất cả việc chúng tôi tập trung. Before 6 months, trước 6 tháng này, none of us could truly see this as a lifestyle. Không ai trong chúng ta có thể nhìn thấy được đây là một lối sống. It's difficult, it's too hard. Chúng ta thấy khó quá. But then many of us realized. Nhưng mà rồi nhiều người trong chúng ta đã nhận biết. The days that we miss or the days that we don't have it, something just doesn't feel right. Cái ngày mà chúng ta đánh mất hay là cái ngày mà chúng ta không có cái sự hiện diện của Chúa như thường trực mà chúng ta đã kinh nghiệm đó, chúng ta biết có cái gì đó mất mát rồi đây. Even people who watch from home. Luôn cả những người quan sát từ nhà. Like cô Jane, she's probably watching right now from Hawaii. Như cô Jane là người chắc có lẽ cũng đang cùng thờ phượng và theo dõi với chúng ta từ Hawaii. Hello cô Jane. Chào chị Cúc. You know how I know? Chị có biết tại sao tôi biết không? That it makes a difference in her life. Đã làm nên sự khác biệt trong đời sống của chị không? And she lives in Hawaii. Mặc dù chị sống ở tỉnh Hawaii. Any minute we're late, any minute the sound is off, any minute anything, she texts you Tien right away. Something's wrong. Hello, I'm trying to watch. I'm trying to worship. Something. I need this. And she's watched every day. Anh chị em, bất cứ lúc nào chúng ta bắt đầu trễ một phút thôi, hay là âm thanh của chúng ta có vấn đề, thì lập tức chị nhắn cho chú Thiệp và nói rằng tại sao nó như vậy, có cái gì đó sai trật rồi, tôi cần cái buổi thờ phượng này. Và anh chị em, chị là người theo dõi tất cả các buổi nhóm của chúng ta mỗi ngày. And the reason why, cái lý do tại sao, and she's even told us, còn là người đã nói với chúng tôi, I may be far away but I am receiving everything that's happening here too. Tôi có thể sống ở xa nhưng mà tôi nhận được tất cả những gì diễn ra ở trong hội thánh ở tại đây. Sometimes her and her husband, when they're watching, they say that they can feel the presence of God so strong even in their home while they're watching. Nhiều khi cô và chồng của cô quan sát và thờ phượng Chúa với chúng ta, họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa mặc dù họ ở rất xa chúng ta. As we take time off on Mondays. Nhưng khi chúng ta không có cái buổi nhóm lại trong tối thứ hai, it's not time off from His presence. Không phải là cái thời gian chúng ta nghỉ bước ra khỏi sự hiện diện của Chúa. Everybody understand that? Tất cả mọi người hiểu điều này phải it's không? Not time off from His presence. Không phải là cái gì mà chúng ta nghỉ đối với sự hiện diện của Chúa. You're just bringing His presence along with you when you spend time with your family. Nhưng mà điều chúng ta làm đó là chúng ta mang sự hiện diện của Chúa đến với gia đình của chúng ta khi chúng ta dành thời giờ với họ. I ask your kids what dinner is like at home. Tôi hỏi con của nhiều quý vị tại đây khung cảnh của bữa ăn tối trong gia đình quý vị như thế nào. I ask them how it's like. Tôi hỏi các em là bữa ăn tối của gia đình nó như thế nào. I ask them, do y'all talk? Tôi hỏi gì chưa trong gia đình, ngồi xuống ăn có trò chuyện với nhau không? I ask them, what do you talk about? Tôi hỏi gì chứ, mẫu đầu câu chuyện của gia đình là nói về chuyện gì? I ask them questions like, do y'all spend time with each other outside of dinner? Tôi hỏi gì chứ, các em có dành thời giờ với cha mẹ bên ngoài cái bữa ăn mình ngồi trên bàn không? I know the answers. Tôi có câu trả lời. Sometimes I don't even need to ask the questions to know the answers. Thật ra có nhiều khi tôi cũng không cần hỏi, tôi cũng đã biết câu trả lời rồi. But I'll tell you something that's important. Nhưng mà tôi muốn nói với anh chị em cái điều rất là quan trọng. A lot of people always ask the question, Muksukan, how did you get all your kids to serve in the ministry and how were you able to do this and what were you able to do and can you share us the secrets and how can we learn because I really want that for my kids and what sacrifice needs to be made. Nhiều người hỏi mục sư Khánh đó là mục sư bí quyết nào mà tất cả các con của mục sư đều khăng khít với mục sư trong sự hầu việc Chúa trong hội thánh. Sinh hoạt ở trong gia đình nó như thế nào? Vì tôi rất muốn có một cái gia đình như vậy và con cái của tôi như vậy. Family dinner. Anh chị em, bữa ăn tối của gia đình. We spend time with each other. Chúng ta dành thời giờ với nhau. We talk to each other. Chúng tôi nói chuyện với nhau. We share hardships, we share blessings, we share good stories, we share bad stories.
Chúng tôi chia sẻ với nhau những câu chuyện, những cái sự khó khăn ở trong Ngài, những câu chuyện vui cũng như những câu chuyện buồn. We spend time with one another. Chúng tôi dành thời giờ với nhau. For 6 months. Trong 6 tháng. We didn't get to spend time with each other really. Thì chúng tôi không có nhiều thời giờ được như vậy trong 6 tháng qua. We tried our best. Chúng tôi đã cố gắng hết sức của mình. But eating 20 minutes before church and leaving right away is very hard. Nhưng mà ăn trong 20 phút trước giờ đi nhóm mà phải rời bàn ăn liền là điều rất khó đối với chúng tôi. And even for us, we see some of the grandchildren because we don't get to see them, and I see my nieces and nephews and I'm like, huh, you're missing another tooth. Huh, you got about 5 inches taller. You know how to talk that much? Whoa! Mục sư Khánh nhớ đến các cháu của mình. Tôi nhớ đến các cháu của mình. Và khi gặp thì nói, ô, con đã rụng mất một cái răng nữa à. Con đã cao thêm được tới gần một tấc à. Bây giờ con nói được nhiều câu như vậy sao? We've learned that the presence of God in our family is so important for each individual person, even to the children, to understand, to host the kids, the grandchildren, whatever day they can come outside of school, homework, or anything. They're in the church running around with flags on the weekdays and doing the best because we understand as a family how important it is to host the presence of the Lord. Chúng tôi biết tầm quan trọng của việc tiếp đón sự hiện diện của Chúa, luôn cả muốn trao gửi những điều đó cho thế hệ kế tiếp của con cháu. Cho nên chúng tôi đã làm đủ mọi cách. Đêm nào mà các cháu có thể có mặt ở tại đây, thì quý vị có thể thấy là chúng chạy và cầm những cái cờ để cùng tham dự vào trong sự ngợi khen thờ phượng. Vì đối với chúng tôi, cái tầm quan trọng của việc tiếp đón sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình là điều rất là quan trọng. So this is what you'll see. Nên đây là điều mà anh chị em thấy. On Mondays, I ask that you spend time with your family. Tôi, ngày thứ hai, tôi khuyến khích và kêu gọi anh chị em dành thời giờ với gia đình của mình. And for many of you, đối với nhiều người anh chị em, maybe a good amount of us, có thể là đa số trong chúng ta, you probably never really spend time to read the Bible or pray with your kids. Có thể là anh chị em chưa bao giờ dành thời giờ để đọc kinh thánh và cầu nguyện với con cái của mình. So on Monday you're going to say, kids, we're going to change something. We're going to have family dinner every Monday and let's talk and let's pray for one another. And this is what you're going to see at the dinner table. Why are we doing this? Like, why? Like, we haven't done this before. Why are we doing it now? Thì chúng ta về và chúng ta báo với con cái của chúng ta, nói rằng các con ơi, chúng ta sẽ tạo cái buổi ăn cho gia đình của chúng ta vào tối thứ hai. Rồi anh chị em, chúng ta sẽ dành thời giờ để chúng ta cầu nguyện với nhau, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau. Thì chúng ta sẽ thấy con cái của chúng ta bắt đầu cái mặt của nó nhìn ở trong cái điện thoại và nói rằng hồi trước giờ không làm, sao bây giờ lại bắt đầu cái chuyện này vậy? And you'll see how important it is that prior to this Sunday, the presence of the Lord was not always in your house. Thì chúng ta sẽ nhận biết một điều, khám phá ra một điều, đó là trước ngày Chủ nhật này, thì sự hiện diện của Chúa không thật sự có mặt một cách đầy dẫy trong gia đình của chúng ta. And don't get me wrong. Anh chị em, đừng có hiểu sai. He may have been in your life. Ngài có thể ở trong đời sống của anh chị em. But what have you done to actually invite him into your home with everybody that's there? Nhưng mà cái việc mà chúng ta mời sự hiện diện của Chúa bày tỏ với cả gia đình của chúng ta, khi cả gia đình chúng ta có mặt với nhau, hợp mặt với nhau, oh, thì là sao? Sam, you don't get it. My kids, they're difficult. You don't understand. My spouse, they're difficult. You don't understand. My house is difficult. All this is difficult. And you just don't. Everything in life is difficult. But I'll tell you this. When you host the presence of the Lord in your house, it says in Scripture, and we can read it back again one more time. It says, the Lord replied, I will make all my goodness pass before you. For I show mercy to anyone I choose, and I show compassion to anyone I choose. Anh xem có thể bào chữa nó rằng, một sư xem, ông không có biết cái hoàn cảnh của gia đình của tôi. Con cái của tôi là nó khó dạy lắm. Gia đình của tôi thì khó lắm. Ông không hiểu được hoàn cảnh của tôi đâu. Anh chị em, cuộc đời của chúng ta tất cả đều là khó. Nhưng mà tôi bảo đảm với anh chị em, như lời của Chúa đã bảo với chúng ta, Chúa Ngài hứa rằng cái sự phước hạnh của Chúa, sự hiện diện của Ngài, Ngài sẽ cho đi qua trên cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta để Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài và chúng ta đón tiếp sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời của chúng ta, Chúa Ngài sẽ làm cho hoàn cảnh của gia đình chúng ta khác biệt. Let me finish this sermon with 3 easy points really quick. Cho tôi kết thúc bài giảng này với 3 điểm rất dễ để chúng ta nhớ. All the scriptures we just read, this is all I want you to remember. Tất cả những điều chúng ta đã đọc
trong phần Kinh Thánh này, đây là điều mà chúng tôi khuyến khích anh chị em ghi nhớ. The power of hosting his presence. Cái sức mạnh và quyền năng của việc chúng ta tiếp đón sự hiện diện của Chúa. Where's the power? Quyền năng ở đâu? He is with us always. Ngài luôn có mặt với chúng ta luôn luôn. Verse 14, the Lord replied, I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Everything will be fine for you. Đức Chúa Trời phán, chính ta sẽ đi với con và ta sẽ cho con được an nghỉ. The power of hosting his presence. Cái sức mạnh của việc tiếp đón sự hiện diện của Chúa. Where's the power? Quyền năng nằm ở chỗ nào? He provides for us. Ngài chu cấp cho chúng ta. Where do we see that? Chúng ta thấy ở đâu? The Lord replied to Moses, I will indeed do what you have asked for. I look favorably on you and I know you by name. Câu số 17, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, ta sẽ làm điều con cầu xin ta, vì con được ơn trước mặt ta và ta biết đích danh con. If you haven't seen the Lord's provision in your life lately or at all, ask yourself, is he even a guest in your home or your heart anymore? Nếu những ngày gần đây bạn không nhìn thấy sự chu cấp của Chúa cho đời sống của bạn, bạn cần phải đặt câu hỏi là thậm chí Chúa có còn là khách ở trong nhà của chúng ta không? The power of hosting his presence. Cái sức mạnh cái việc chúng ta tiếp đón sự hiện diện của Chúa. Where's the power? Sức mạnh nằm ở chỗ nào? His goodness goes before us. Đó là sự tốt lành của Chúa sẽ đi trước chúng ta. The Lord replied. Đức Chúa Giê-su phán, xin lỗi, Đức Giê-hô-va phán trong câu số 19. I will make all my goodness pass before you and I will call out my name Yahweh before you, for I will show mercy to anyone I choose and I will show compassion to anyone I choose. Ta sẽ thể hiện sự toàn hảo của ta trước mặt con. Ta sẽ công bố danh Giê-hô-va trước mặt con. Ta sẽ làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót ai ta muốn thương xót. What I've learned in the last 6 months. Điều mà tôi học được trong 6 tháng qua is these 3 key principles of the power of hosting the presence of the Lord. Đó là ba cái chìa khóa của sức mạnh của sự hiện diện của Chúa mà chúng ta hết lòng chào đón, tiếp đón ở trong cuộc đời của chúng ta. And for me, I've seen that the Lord is always with me. Đối với nhà tôi thì tôi thấy rằng Chúa ngài luôn ở với tôi. I've seen that as I host his presence, he provides for me. Tôi thấy rằng khi tôi tiếp đón sự hiện diện của Chúa một cách nồng nhiệt như vậy, Chúa luôn chu cấp cho tôi. I've seen his goodness go before me and prepare everything for me. Tôi thấy sự tốt lành của Chúa và sự nhân từ của ngài đi trước tôi và chuẩn bị dọn đường cho tôi. And guess what? Anh chị em đón biết điều gì không? And I shared this as honest as I could in the week and I shared this on Friday. Tôi chia sẻ những điều này với anh chị em bằng cái sự thành thật nhất mà tôi có thể chia sẻ với anh chị em, như tôi đã chia sẻ trong các buổi tối. I've seen that for 6 months. Tôi thấy điều đó trong 6 tháng qua. But it only took 1 week. Mà chỉ một tuần. For me to step outside of his presence to see all 3 of those things go away. Khi tôi đánh mất cái việc hết lòng tiếp đón sự hiện diện của Chúa thì cả 3 điều này tôi thấy nó vắng đi trong cuộc đời của tôi. 1 week. Chỉ một tuần thôi. And you know what I began doing that 1 week? Anh chị em biết tôi làm điều gì trong tuần đó không? I wasn't listening to him and I was trying to figure out how to change the church in my own way. Tôi không còn lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa nữa, nhưng mà tôi tìm cách để thay đổi hội thánh bằng cách của tôi. And I lost track of getting people into his presence every day and more focused on why they're not in his presence every day. Và tôi đã đánh mất cái hướng đi của tôi trong việc dắt người ta đi vào trong sự hiện diện của Chúa, bằng việc chúng tôi ráng cố gắng để suy nghĩ và thắc mắc là tại sao những anh đó, chị đó trong hội thánh lại không ở trong sự hiện diện của Chúa. I started realizing. Tôi bắt đầu nhận biết. When I wasn't in his presence. Khi tôi không ở trong sự hiện diện của Chúa. And I wasn't hosting his presence. Và khi tôi không tiếp đón sự hiện diện của Chúa như trước. His goodness wasn't going before me. Thì cái sự tốt lành của Chúa không đi trước để dọn đường cho tôi nữa. Things began to go really wrong. Việc bắt đầu trở nên rất là tồi tệ. I started to see his provision not in the same way that I've seen in the last 6 months. Rồi tôi thấy cái sự chu cấp của Chúa cũng không giống như là 6 tháng qua mà tôi đã nhận được. And the Holy Spirit put me in check. Và Đức Thánh Linh ngài đã đặt tôi vào trong cái chỗ để kiểm tra. Holy Spirit, where is your provision? Where is the blessings? I thought I heard from you, and for 6 months I have. And what is going on? Why? What's happening? Đức Thánh Linh ơi, tại sao sự chu cấp của ngài, sự hiện diện của ngài? Con tưởng đâu rằng Chúa ngài đã nói với con rằng ngài sẽ ban cho con, nhưng mà tại sao bây giờ nó đã vắng đi? So clear. Rất là rõ. You haven't been obedient. Sao mày con không có vâng lời? You want me to provide for you. Con muốn ta chu cấp cho con.
I asked you to close your business and I would provide for you. Ta bảo con hãy đóng và dừng cái công việc làm ăn của con, chính ta sẽ chu cấp cho con. But you decided to work two more weeks just to get a little more money. Nhưng mà con đã quyết định là con ráng làm thêm 2 tuần nữa để con thêm một số những lợi nhuận. Yeah, I did that. Dạ, phải rồi, Chúa, con đã làm việc đó. He said, oh, you're wondering why my goodness isn't going before you. Nó con thắc mắc là tại sao thì cái sự tốt lành của ta không đi trước con nữa. Because you used to pray every day for favor and for my provision, but you haven't prayed that same prayer yet. Vì con đã từng cầu nguyện mỗi ngày, xin ta ban cho con được ơn ở trước mặt ta, nhưng mà con đã không cầu nguyện điều đó nữa. I started to have doubts. Và tôi bắt đầu có sự nghi ngờ. That the Lord was using my life anymore. Đó là Chúa có còn sử dụng đời sống của tôi nữa không? I started to say. Và tôi bắt đầu nói. Lord, if this is what you want, just let Dad take over from now. Nếu đây là điều mà Chúa ngài muốn, thì giao lại cho ba của con cho công việc này. Raise up somebody else. Chúa ngài dấy lên một người khác đi. Because I've clearly done something wrong. Bởi vì con đã làm cái gì đó sai quá rồi. So just use Dad. It's okay. I'm fine with that. Xin sử dụng ba của con thôi, vì đối với con việc đó ổn, không sao. Holy Spirit spoke to me that day. Thì Đức Thánh Linh đã phán với tôi ngày hôm đó. Why are you thinking like this? Tại sao con lại có cái lối suy nghĩ như Why vậy? Do you not have trust? Tại sao con đánh mất đi lòng trông cậy? Verse 14 says the Lord replied, I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Everything will be fine. Câu số 14 nhắc cho chúng ta, Đức Chúa Trời phán chính ta sẽ đi với con. Và ta sẽ cho con được an nghỉ và mọi việc sẽ ổn. I can't give you rest and I can't make sure that everything's fine when you're not spending time and allowing me to be in your life. Ta không thể cho con được sự an nghỉ. Ta cũng không thể ở trong đời sống của con khi con không để cho ta hướng dẫn cuộc đời của con. Everyone in the room probably is thinking, Pastor Sam, he must have been sinning for an entire week. He must have been gone doing... No, every single day I was still leading worship. Every single day I was still reading my Bible. Every single day I was still singing with all of my heart. But not every single day was I asking the Holy Spirit to take control and lead. Có nhiều người trong có mặt ở đây chắc có lẽ nói, mùi suy xem chắc là ông tội tệ lắm. Cái tuần đó chắc là ông đi ra ông phạm tội nặng lắm đó mới bị cái hậu quả như vậy. Không anh chị em, tôi vẫn có mặt ở đây mỗi ngày. Tôi vẫn hướng dẫn hội thánh thờ phượng. Điều khác biệt đó là tôi không tìm kiếm và nhờ cậy Chúa như tôi nhờ cậy trước đây. There's truly a difference between just being in God's presence or hosting His presence. Có sự khác biệt rất lớn và rõ ràng giữa việc chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa và cái sự khác biệt là chúng ta có hoan nghênh, chào đón, tiếp đãi sự hiện diện của Chúa, trân quý sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời chúng ta hay không. Because being in His presence. Bởi vì ở trong sự hiện diện của Chúa. Sometimes you can hang on to other people's relationship with God because they're in His presence and they're bringing His presence to you. Chúng ta có thể ăn ké. Chúng ta có thể nhờ cậy vào những người lân cận của chúng ta để họ rước sự hiện diện của Chúa vào trong buổi nhóm và trong sinh hoạt, và chúng ta có thể ăn ké với họ. You don't have to cook good food to eat good food. Anh chị em, sự thật là chúng ta không nhất thiết là phải là một cái người nấu ăn ngon để chúng ta có thể có những bữa ăn ngon. You just need to make sure you hang out with people that know how to cook good food and you'll get good food too. Thì chúng ta chỉ cần quen và ở gần với những người nấu ăn ngon thì chúng ta sẽ được ăn những món ăn ngon. But then what about cooking good food for yourself? Nhưng mà còn cái việc chúng ta nấu được những bữa ăn ngon cho chính mình thì sao? When will you learn that the Lord has put it in your heart to live that kind of life just like the other person you're holding on to? Anh chị em, từ lúc nào anh chị em nhận biết được là anh chị em phải tìm kiếm sự hiện diện của Chúa và kinh nghiệm Chúa trong mức độ mà cái người mà anh chị em luôn nhờ cậy. You know, I see like when I read the Bible more and more, just the moment the disciples really just said, I'll go and I'll do whatever it is, Lord. And when the Holy Spirit entered into their life, you can see just how impactful their life was for the kingdom. Anh chị em, tôi có thể thấy và học được từ trong lời của Chúa. Cái giây phút mà các môn đồ của Chúa thư vâng với sự kêu gọi của Chúa rằng chúng con sẽ đi theo như sứ mạng của Chúa, và khi họ nhận được sự hiện diện và đông đầy của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể thấy một cách rất là rõ ràng cuộc đời của họ ảnh hưởng một cách mạnh mẽ như thế nào. And that has helped me to see things differently. Và chúng ta có thể thấy được
cái việc nó rất là khác. That not only has the empowerment of the Holy Spirit been a gift for the world, but those that say yes to hosting the presence of the Lord, you see the difference that their life can make for the kingdom. Để dẫn những họ có thể kinh nghiệm cho đời sống của họ, cho những người khác, nhưng mà chính cá nhân của họ cũng đã kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa ở trong cuộc đời của họ là như thế nào. And that's what I want to do with my life. Và đó là điều mà tôi muốn làm cho đời sống của tôi. I don't want to allow myself to get caught up and be busy with life that I forget that hosting the presence of the Lord is first and foremost in my life. Tôi không muốn bị mắc kẹt ở trong cái sự bận rộn của cuộc sống mỗi ngày mà đánh mất đi cái phước hạnh của việc tôi quan trọng nhất của cuộc đời của tôi, đó là tiếp đón, hoan nghênh sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của tôi. I heard this before, that the enemy, he's not going to be able to do things to us except one thing that will really take us away from God is just make us really busy. Tôi đã nghe điều này có một người đã nói, đó là kẻ thù không quan tâm đến những việc khác mà chúng ta có thể làm cho Chúa. Điều nó quan tâm và đeo đuổi là cản trở chúng ta để chúng ta quá bận rộn để ở gần Chúa. I'm too busy to read my Bible. I'm too busy to pray. I'm too busy to go to church. I'm too busy to do this. I'm too busy. And sooner or later you find out that your busyness has stopped you from spending time with God. Tôi quá bận rộn để cầu nguyện, để đọc Kinh Thánh. Tôi quá bận rộn để dành thời giờ với Chúa. Rồi sớm chúng ta sẽ khám phá ra một điều, đó là chúng ta mất đi sự hiện diện của Chúa và phước hạnh của sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. The Lord is calling us. Chúa ngài kêu gọi chúng ta. To be a church that understands that hosting His presence not only in here at the church but in our lives personally is the most important thing that we can do to see this revival really bless many lives. Là hội thánh, chúng ta cần nhận biết và có được một lối sống không phải chỉ ở tại nhà thờ, nhưng mà chúng ta hoan nghênh đón tiếp sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta mỗi ngày. Mondays. Rồi chúng ta có thể thấy được cái sự phục hưng xảy ra. À, thứ hai này, ngày mai. The Lord has now given us a mission. Chúa ngài cho chúng ta một sứ mạng. Spend time with your family. Hãy dành thời gian với gia đình của mình. Host the presence of the Lord with your family. Anh chị em tiếp đón sự hiện diện của Chúa cùng với gia đình của mình, tiếp đón sự hiện diện của Chúa. You know what the most breakthrough that you'll see in your kids? Anh chị em sẽ thấy cái sự bứt phá lớn nhất mà chúng ta sẽ tìm thấy trong con cái của chúng ta. Instead of asking them why you're doing this and why you're doing that and why you got in trouble, just ask them, "Hey honey, let me just pray for you really quick." Thay vì chúng ta cứ đi theo và dặn hỏi nó, tại sao con hư hỏng như vậy, tại sao con làm như vậy, tại sao, thì anh chị em thay đổi ở trong sự hiện diện của Chúa. Ba mẹ có thể cầu nguyện cho con điều gì? And actually pray for them right then and there. Và rồi thật sự cầu nguyện cho chúng ngay tại chỗ. It's weird at first. Lúc đầu có thể thấy nó lạ đó. If you haven't been doing it. Nếu chúng ta chưa bao giờ làm. But then. Nhưng mà rồi. You begin. Rồi chúng ta bắt đầu. To allow the Lord to not work only in your life for praying for somebody else, but you allow the Lord to work in their heart to understand that they can come to God too. Anh chị em, rồi chúng ta không phải chỉ để Chúa ngài làm việc trong đời sống của chúng ta mà thôi, nhưng mà chúng ta có thể để Chúa ngài có thể làm việc trong đời sống của người khác. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ giúp để con cái của chúng ta biết rằng chúng cũng có thể đến với Chúa như vậy. I've learned this. Tôi đã học điều này. In my life. Trong cuộc đời của tôi. Growing up. Khi tôi lớn lên trong gia đình. Great parenting helps, but it can only take me as an individual so far in life. Cái sự trưởng dưỡng của cha mẹ mà tốt lành là cái điều rất là quan trọng, nhưng chính cá nhân của tôi phải đi đến cái chỗ tôi phải nhận cho chính mình. Because great parenting is only seen when you're around, because you say, "Oh, I did a good job raising them," but it's actually what you don't see. Làm cái việc nuôi dạy con cái của chúng ta có thể thấy tốt khi chúng ta có mặt chung quanh con cái của chúng ta, trước mặt con cái của chúng ta, chung quanh chúng ta. Nhưng mà sự thật, chúng ta có dạy dỗ con cái chúng ta tốt hay không đó, mà chúng ta sẽ thấy nó hành động cư xử như thế nào khi không có mặt chúng ta tại đó. And you can't always be with them. Chúng ta không thể nào luôn luôn có mặt với con cái. But they can host the presence of the Lord. Nhưng mà chúng có thể tiếp đón sự hiện diện của Chúa. If you teach them how to host the presence. Nếu chúng ta dạy chúng tiếp đón sự hiện diện của Chúa. So God's given us a mission. Chúa cho chúng ta một sứ mạng. I really believe we're about to start seeing families pour into the church. Tôi tin chắc một điều, đó là chúng ta sắp sửa thấy nhiều gia đình sẽ được kéo đến hội thánh.
families rekindled, parents and children asking for forgiveness for things that they didn't mean to say or mean to do, but all through the power and love of Christ living inside of us, we will start to see that. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy gia đình được hàn gắn. Con cái sẽ sinh trưởng và hoạt động ở trong một gia đình hạnh phúc, phước hạnh. Bởi vì chúng ta có sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của chúng ta và chúng ta cùng nhau tiếp đón sự hiện diện của Chúa trong gia đình của mình, và con cái của chúng ta sẽ bắt đầu thấy những điều đó thể hiện trong gia đình của chúng ta. In this room right now, ngay trong phòng này, and I feel the Holy Spirit pushing me right here. Tôi cảm nhận Đức Thánh Linh thúc đẩy tôi điều này. If you say you host the presence of the Lord, nếu bạn thật sự cam đoan rằng bạn là người đang tiếp đón sự hiện diện của Chúa, and he's asking you, và Ngài bảo các bạn to love and forgive, yêu thương và tha thứ, and it happens to be your family member, và nếu phải làm yêu thương và tha thứ người thân thương trong gia đình của mình, remember we can grieve the Holy Spirit, thì hãy nhớ một điều rằng chúng ta có thể làm buồn Chúa đó, by not doing what he asked, nếu chúng ta không làm điều Chúa bảo chúng ta làm. Holy Spirit didn't ask me to do that. Đức Thánh Linh đâu có bảo tôi làm cái chuyện đó. Okay, but in the Word, Jesus has told us to love him with our heart, soul, and mind, and to also do the same for our neighbors. Anh xem Chúa bảo chúng ta yêu Chúa bằng hết cả tâm lòng, sức lực và ý chí của chúng ta, rồi yêu những người lân cận như chính mình. The Bible also says that Jesus has died on the cross for all of our sins. Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài chịu chết trên thập tự giá cho tội lỗi của tất cả chúng ta. How come the people you have bitterness against don't get to receive the forgiveness for their sins? Thì tại sao những người thân thương của chúng ta lại không có cái cơ hội hay là cái dịp tiện để nhận được sự tha thứ của Chúa như chúng ta? They do. Họ được quyền để nhận sự tha thứ. But it's up to you. Nhưng mà nó lệ thuộc vào bạn. To be able to truly be that extension of God. Để bạn có thể làm cánh tay nối dài của Chúa để đem cái sự tha thứ này đến cho họ hay không? The Lord's about to do something incredible in our church. Chúa Ngài sắp sửa làm một việc hết sức là kỳ diệu trong hội thánh của chúng ta. I believe we're going to see so many more families come. Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ thấy nhiều gia đình được kéo đến. Church, let's pray. Hội thánh chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Today, ngày hôm nay, the altar call is this. Cái sự kêu gọi là như thế này. And you can stand to your feet. Anh chị em có thể đứng lên trong giờ này. The true question you're asking yourself right now. Cái câu hỏi thật mà chúng ta phải tự hỏi mình bây giờ. Is in every part of my life, Lord, do I host your presence? Trong mọi mặt của đời sống của con có thật sự tiếp đón sự hiện diện của Chúa không? And if it's not every part, nếu không phải là mọi mặt, then today, thì hôm nay, I surrender all to you. Con đầu phục và dâng trọn cho Chúa. That's the altar call for today. Đó là lời kêu gọi ngày hôm nay. Holy Spirit, lạy Chúa Thánh Linh, we thank you that you are not only a gift, but you are a person that we can speak to that can lead and guide us. Cảm ơn Chúa vì Ngài không phải là một món quà từ Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng mà Ngài là đấng sống động và muốn có mặt trong cuộc đời của chúng con. And if we've done anything to grieve you from being in our lives, we ask for forgiveness. Lạy Chúa, con có làm bất cứ điều gì làm buồn lòng Chúa và sự hiện diện của Ngài ở trong đời sống của con thật sự xin Chúa tha thứ. Have your way in my life. Lạy Chúa, xin tự do trọn quyền hành động trong cuộc đời của con. Have your way. Xin tự do hành động. If you're in this room right now, nếu bạn có mặt tại đây trong ngày hôm nay, and you've never been able to receive Christ to be your Lord and Savior, bạn chưa bao giờ tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, and after this message, sau sứ điệp này, you heard it and you said, I'm missing that relationship with God. Bạn nói rằng, ô, tôi đã mất cái cơ hội để có sự hiện diện của Ngài. I want that in my life. Tôi muốn có mối liên hệ với Chúa trong cuộc đời của tôi. I want to say a prayer with you to invite the Lord into your life. Tôi muốn hướng dẫn bạn một lời cầu nguyện để bạn mời Chúa bước vào cuộc đời của mình. And you won't be alone. Bạn chắc chắn là sẽ không nói một mình. We've all said this prayer before. Chúng tôi tất cả hội thánh cùng cầu nguyện lời cầu nguyện này trước đây. And so we'll say it with you right now. Cho nên bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng nói với bạn. If you're watching online, bạn đang theo dõi trên mạng, and you want to say this prayer also, và bạn cũng muốn dâng lên Chúa lời cầu nguyện này, don't hesitate. Đừng chần chờ. Because this is the best decision you'll make. Và đây là cái quyết định quan trọng nhất mà bạn có thể quyết định trong cuộc đời. I'll have a second prayer after that. Và có một cái lời cầu nguyện thứ hai sau đó. For those who feel like you lost your way in following the Lord. Cho những ai đã mất lối, đã xa ngã
trong việc đi theo Chúa. His forgiveness, sự tha thứ của Chúa, is still there, vẫn còn có mặt. His love, tình yêu của Ngài, is still there, vẫn ở đó. You just have to come back. Chúng ta chỉ cần quay trở lại với Ngài. And allow the Lord to lead your life. Và để Chúa Ngài lại hướng dẫn cuộc đời của bạn. Let's take time, church, to pray with those who have never received Christ, and pray for those who want to allow the Lord to lead their life again. And then, as a church, I'm going to open up the time at the altar for those that need truly just a touch from the Lord to be able to surrender it all to Him, but say, Lord, I want you to lead my life in every part. I want you to be hosted in my life from this day forward. Anh chị em, chúng ta hãy hết lòng yểm trợ bằng cách cùng cầu nguyện để yểm trợ các anh chị em chúng ta, những người muốn tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống mình lần đầu tiên, hay là những người muốn tái dâng hiến đời sống của mình quay trở lại với Chúa. Thì chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. Sau đó, các anh chị em tín hữu của Hội Thánh BBC Houston, nếu anh chị em thật sự muốn có một cái quyết tâm và được sự giúp đỡ từ nơi Chúa để chúng ta thật sự hết lòng tiếp đón, tiếp đãi trân quý sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, chúng tôi sẽ nán lại đây để cầu nguyện với các anh chị em đó. So church, can we pray this prayer together for those that are in the room right now? Let's pray this together. If there are people in the room that want to receive Christ, let them know that they're not alone. Anh chị em hãy cùng lặp lại lời cầu nguyện này để những người lần đầu tiên trong cuộc đời của mình tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống và lời cầu nguyện này, thì họ sẽ không cảm thấy họ đơn độc. Nhưng mà chúng ta là những người đã cầu nguyện lời cầu nguyện này trước đây cũng sẽ yểm trợ họ trong lời cầu nguyện này. Lord, lạy Chúa, today, ngày hôm nay, I realize, con nhận biết, that I have sin in my life, con đã có tội lỗi trong đời sống. And today, và hôm nay, I ask, con cầu nguyện, that you forgive me of my sins, xin Chúa tha thứ tội lỗi con. I realize, con nhận biết, that you died on the cross for my sins, Ngài đã chịu chết trên thập tự giá cho chính mình, cho chính con. That you love me, Chúa yêu thương con, regardless of my mistakes, dù con đã phạm lỗi lầm như thế nào. So Lord, today, lạy Chúa, ngày hôm nay, I want you, con mong muốn, to be the Lord of my life, Chúa là cứu Chúa của đời sống con. And from this day, và kể từ ngày hôm nay, lead my life, xin dẫn dắt đời sống con, guide me, dẫn dắt con, and be with me forever, Lord, và ở với con đến đời đời, lạy Chúa. I thank you, Lord, for your love and forgiveness. Con cảm ơn Chúa cho tình yêu và sự tha thứ của Ngài. In Jesus' name. Trong danh Đức Chúa Giêsu, con cầu nguyện. Amen. 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 I just want to ask before we pray the next prayer. Tôi chỉ muốn hỏi trước khi chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện thứ nhì. And I want to ask this because we want to celebrate and applaud with those who made that decision. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi muốn vui mừng với những ai làm cái quyết định này. But did anyone make that decision to accept Christ today for the first time? Ai là người vừa mới tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình lần đầu tiên? You just have to raise your hand, that's it. Bạn chỉ cần đưa tay của mình lên. Anybody, thôi. Anybody in the room? Có ai không? Có ai không? Anyone, anyone, anyone. Anybody? Có ai không? Amen. Amen. Can clap our hands. Chúa. Amen. 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 The second prayer. Lời cầu nguyện thứ hai. Let's pray this together. Chúng ta cùng cầu nguyện lời cầu nguyện. For those that have lost their way. Cho những ai đã mất lối. Lord, lạy Chúa, I know your love. Con biết tình yêu của Ngài. And I know your forgiveness. Và con biết sự tha thứ của Chúa. But I've gone off the wrong path. Nhưng mà con đã lạc lối. Bring me back, Lord. Xin mang con trở về. I realize. Con nhận biết. That I need you. Con cần Chúa vô cùng. Every day. Mỗi ngày của cuộc đời con. That I can't do this without you. Con không thể sống cuộc đời này mà thiếu Ngài. I ask for forgiveness. Con xin Chúa tha thứ. Come back into my life right now. Xin trở lại trong cuộc đời của con. And lead my life. Và dẫn dắt đời sống from con. From this day forward. Kể từ ngày hôm nay. In Jesus' name. Trong danh Đức Chúa Giêsu con cầu nguyện. Amen. 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 Now let's pray this last prayer. Chúng ta cùng cầu nguyện lời cầu nguyện cuối. This is the last prayer for every single person in this room. Đây là lời cầu nguyện cho tất cả mỗi chúng ta có mặt tại đây. Lord, lạy Chúa, I not only want to be in your presence, but I want to host your presence in my life every day. Con không chỉ muốn ở trong sự hiện diện của Chúa, nhưng con muốn tiếp đón sự hiện diện của Ngài mỗi ngày trong cuộc đời con. I understand today. Con hôm nay hiểu được rằng that there is power in hosting your presence. Có một sức mạnh và quyền năng trong việc tiếp đón sự hiện diện của Chúa. But first and foremost. Nhưng Chúa ơi, điều quan trọng nhất. I understand that it's a privilege and a gift
that you want to be a part of my life. Con nhận biết được rằng đây là đặc ân, và bởi vì Chúa yêu thương con và muốn ở trong đời sống con. So help me, Lord. Nên là Chúa xin giúp đỡ con. To never do anything to grieve your presence. Để con không làm bất cứ điều gì làm buồn lòng Chúa. Not any words, actions or lifestyles. Không có bất cứ lời nói, hành động hay lối sống nào. Your presence is precious to me. Sự hiện diện của Chúa là quý giá đối với con. And Lord, right now, nên là Chúa ngay giờ này, I ask for forgiveness if I've done anything to grieve your presence. Con cầu xin Chúa ngài tha thứ nếu con làm bất cứ điều gì làm buồn lòng Chúa. And Lord, lạy Chúa, I want to host your presence not only in my life but in my actual house with my family. Con không chỉ muốn tiếp đón sự hiện diện của ngài trong cuộc đời cá nhân con, nhưng con bây giờ thật sự muốn tiếp đón sự hiện diện của Chúa cho cả gia đình con. So Lord, I ask, will you prepare the way? Nên là Chúa, con cầu nguyện xin Chúa dọn đường. That starting Monday, Lord, I will spend time with my family and teach them and show them with my life that I host your presence and that you can be a part of their life. Để bắt đầu tối mai thứ hai, con sẽ hướng dẫn gia đình và thưa với Chúa rằng gia đình của chúng con muốn tiếp đón sự hiện diện của Chúa. And Lord, lạy Chúa, I just thank you. Con cảm ơn ngài. That you look upon us. Đó là Chúa đã nhìn cuộc đời của mỗi chúng con. No matter how imperfect we are. Dù chúng con bất toàn như thế nào. That you still love us and that you still want to be hosted in our lives. Nhưng Chúa vẫn yêu thương chúng con và ngài vẫn muốn có mặt và bày tỏ sự hiện diện của ngài trong cuộc đời của chúng con. I thank you, Lord. Con cảm ơn Chúa. In Jesus' name. Trong danh Đức Chúa Giêsu con cầu nguyện. Amen. Amen. Can we just Amen. Give the Lord a round of applause? Chúng ta dâng Chúa một tràng pháo tay. Amen. Amen. In this time, I want to give time for those that want to come forward for prayer. But if we can, as a church, I'm sorry, it slipped my mind, but pray for the fellowship meal really quick and allow those that want to head to the other side that don't need prayer to go and enjoy in fellowship. So, Lord, we thank you for the meal that we're about to have. Chúng cảm ơn Chúa vì thức ăn mà chúng con sẽ cùng dự. And the time of fellowship that we're about to enjoy. Và mối thông công liên hệ mà chúng con sắp sửa được vui hưởng. We thank you for the hands that prepared it. Chúng cảm ơn Chúa cho những bàn tay đã chuẩn bị bữa ăn này. Lord, we ask that our conversations, our actions, and just the love that we show to one another is from you and pleasing to you. Lạy Chúa, xin lời ăn tiếng nói của chúng con và những thái độ chúng con cư xử với nhau trong tình yêu thương cũng như công việc chúng con làm đẹp lòng Chúa. We thank you, Lord. Chúng con cảm ơn Chúa. In Jesus' name. Trong danh Đức Giêsu con cầu nguyện. Amen. 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 Church. Cảm ơn Chúa. We'll see you this week, church, on Tuesday. Gặp lại hội thánh trong tối thứ ba. Amen. And for those that are staying that need prayer. Và đối với những ai muốn nán lại để cầu nguyện. Please come to the front. Xin tiến lên phía trước. And Pastor Khan and I and other pastors and leaders will pray with you. Mục sư Khánh và tôi cũng như các mục sư khác sẽ có mặt tại đây để cầu nguyện với anh chị em. Be blessed, church. Hội thánh hãy được phước. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.